Này, có mang niệm cho tao mượn. Anh lớn tướng thế này rồi mà vẫn phải vay em á? Mày sao nhở? Tao vay thì tao trả chứ tao có ăn quỵt của mày đâu mà mày sợ. Tao mới đặt cái này hai cực, tao đặt luôn cả phần của mày đấy. Cho tao vay đi. Anh cứ nói thế, tụi em chả thấy tiền đâu cả. Ui, tao năn nỉ mày đấy. Mày không thấy shipper người ta đứng đợi ở dưới kia nắng nồ thế à? Mày không thương tao cũng phải thương người ta chứ. Nốt lần rồi đấy nhá. Xin nhá. Ơ kìa. Xịn chưa. Quán này nhá, quảng cáo rầm rộ cực kỳ luôn. Dạo ở đây rất là nhiều người khen luôn. Mà ta thấy ấy, ông chủ quán cũng rất là tâm huyết. Chắc là ngon lắm đấy. Rồi ôi, em cứ tưởng cái gì. Suốt ngày bơ với bơ, anh bị nghiện à? Thế mà sao lại chia tay chị Tâm? Cứ yêu chị ấy, có phải ngày nào cũng được ăn bơ à? Này, bớt nhắc lại chuyện cũ đi nhá. Tao chỉ thích bơ thôi. Chứ bà Tâm đấy, sợ một số đấy. Thôi, ăn đi. Ngon mà. Alo, mình là quán kem bơ quên sầu đúng không ạ? Em muốn khiếu nại anh ạ. Kem ăn kem của anh xong ấy, em quên luôn chính cái bản thân mình chứ em không có thấy quên sầu gì hết luôn ấy. Em ơi, em nói như nào ấy chứ? Nhà anh bán bao nhiêu năm rồi chưa ăn mà chê cả. Nếu mà nhiều người ăn mà chê ấy, trẻ quá. Nhưng mà đây đúng không em ăn? Em đi xem lại tính giác của em đi. Ủa anh nói chuyện ngang ngược ghê ấy. Kem đặt ship mất bao nhiêu lâu, em phải đợi mất bao nhiêu thời gian. Em xem, kem bơ thì ăn đúng tại quán nó ngon. Tặng nhà nó ngon thì đường xa lại có gì à? Thế nhá. Alo, alo. Hay là tại thế thật nhỉ? Chắc là tại đặt ship nên ăn mới thấy không ngon ấy. Đâu phải, nếu mà vì thế thì ai dám đặt ship nữa. Với cả anh bảo là bên này sẽ truyền thông tốt lắm, với cả nhiều người ăn lắm. Ta cũng thấy thế, nhưng mà ta lại thấy anh ta nói cũng một phần có lý nha. Chắc là ta phải đến tận quán, tan phục thù mới được. Anh đến thì kệ anh, nhưng mà tiền anh mượn của em, anh vẫn phải trả chứ nhá. Thì định ngon thì tao trả. Ngon đâu, nhưng mà nguyên gốc này, cái bụng. Này, đúng là cái ông anh này. Này, tao nghe nói đây là cơ sở thứ 20 rồi sao? Lần này đến đây ăn á, tao rất là hy vọng luôn. Anh càng hy vọng ấy, lại càng thất vọng đấy. Mày ấy, lần nào cũng làm tao tổn thương nhỉ? Em ơi, em có giao nhầm đồ cho bọn anh không đấy? Chứ anh thấy cái cốc kem bơ của bọn anh ấy nó lạ lắm. Không anh, em giao đúng mà. Thế thì chắc kem bơ của bọn em ấy làm có vấn đề gì rồi. Chứ anh không có thấy thơm mà anh thấy mùi ủng ủng ấy. Hay là đổi cho bọn anh hai cốc khác được không? Không được đâu anh ạ, bên em phục vụ rồi là không được trả lại. Lại nhỉ? Gọi quản lý ra đây gặp đấy. Có chuyện gì thế hả em? Anh ơi, cái anh này cứ làm loạn lên rồi đòi trả đồ anh ạ. Được rồi, em cứ đi vào trong đi, để anh giải quyết. Vâng. Ông anh này muốn gì đây nhỉ? Định đến quán nhà tôi phá quán hay là gì? À, tôi nói cho hai người biết nhá. Cửa hàng tôi ấy có một fanpage và các tài khoản mạng xã hội hơi bị lớn đấy. Anh ơi, anh hiểu nhầm rồi ạ. Hai anh em không một phá quán của anh hay gì đâu. Chúng em chỉ muốn hỏi xem đồ ăn có bị vấn đề hay không thôi. Bởi vì hai chúng em đều ăn và thấy mùi vị không giống lắm. Hình như là bơ bị hỏng rồi anh ạ. Đây. Vào quán kem bơ nhà người ta, rồi chê bơ nhà người ta là bị hỏng. Không là ý giấu thì là ý gì? Tôi nói cho hai người biết nhé. Bơ nhà tôi là hàng tuyển chọn, được nhập từ Đà Lạt trở về. Bao nhiêu người ăn, có ai chê gì đâu. Đến hai người thích ý kiến đi cỏ. Này, người khác không ý kiến, thế bọn em ăn gặp vấn đề, bọn em không có ý kiến chắc. Ông đến quán nhà tôi ăn ấy thì ông phải ăn theo khẩu vị nhà tôi. Thích thì đến mà không thì thôi. Ai ép ông đến đây ăn nào? À, này. Tôi làm chủ ấy là phải có chính kiến riêng, chứ chạy đi theo phục vụ từng người một để chết tôi à? Này, anh nói chuyện ngang ngược nó vừa thôi. Thôi anh ơi, coi như là mình mất tiền oan đi. Mình biết để lần sau mình né ra. Thôi đi về.
về luôn đi còn gì nữa. Không nhanh nhá, tôi bật live stream lên nhá, cho tất cả bàn dâm thiên hạ biết bộ mặt của hai người chuyên đi phá hoại quán nhá. Lần sau đến các quán khác nhá, người ta đuổi về không cho ăn đâu. Này, anh mở cửa hoài phải anh thôi, quay đi. Làm sao, làm sao? Tưởng thế nào? Quán này làm ăn vớ vẩn ở đây, mày để yên do anh làm thôi. Em có sao không? Anh Hoàng, anh chẳng ăn làm gì cả, sao lại để con gái nhà người ta ngã thế kia? Đùa. Chị Tâm, trùng hợp quá nhở? Hoàng. Kìa, anh Hoàng, lâu lắm không gặp, anh có khỏe không? Anh khỏe à? Không gặp em là anh khỏe à? Thôi, nắng lắm, anh đi về đây. Kìa, lâu lắm rồi không gặp. Anh biết là em vẫn còn thích anh mà. Em tặng anh quả bơ này. Anh thích ăn bơ nhất mà. Anh cảm ơn em nhá. Giờ nhìn thấy bơ ấy là anh sợ lắm. Kìa Tông, chị bảo em cầm quả bơ này về cho anh Hoàng đi. Anh ấy thích ăn bơ nhất mà. Dạ vâng ạ, để em chuyển lời ạ. Mà chị giao bơ cho quán này à? Chị giao bơ cho tất cả các quán mà. Thế mà anh ấy bảo là bơ là lạ thật đấy. Hả? Em nói cái gì cơ? Dạ không ạ, để em chuyển lời cho anh Hoàng chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Bye bye nhá. Trời ơi, hai anh em nhà này được cái đẹp trai thế à? Ngày gì mà đen thế không biết đó. Đi ăn đã không được rồi còn gặp người yêu cũ. Này, chị Tâm gửi anh đấy. Thôi. Mày cầm luôn đi nhá, cầm luôn đi. Đúng, giờ nhắc đến bờ tao thấy sợ rồi. Nhưng mà này, em thấy có vấn đề đấy. Anh nhìn quả bơ này đi. Lúc nãy chị Tâm lấy quả bơ này từ trong thùng bơ tao đến quán. Anh chủ quán nói là bơ Đà Lạt, nhưng rõ ràng là nhập của nhà chị Tâm mà. Ôi, cái quả bơ này hình như là bị thối. Tâm! Anh Hoàng không còn tránh mặt em nữa à? Anh có chuyện riêng muốn nói với em. Chuyện riêng á? Thế thì mình ra góc kia nói chuyện riêng đi. Này, em định bê cả cái thùng này theo á? Thôi, em để ở đây để thằng Tâm nó bê vào trong hộ cho. Dạ vâng ạ, để em bê cho. Hai chị cứ ra tập sự đi ạ. Thế thì hộ chị nhá. Dạ vâng ạ. Sữa này hết hạn rồi. Rồi bạn ơi, bây giờ anh người ta còn đầu tư vào sản phẩm nữa. Người ta đầu tư vào truyền thông. Đấy, tôi cứ đổ tiền vào ấy là doanh thu về ầm ầm. Đấy, bây giờ nhá, bạn thuê mấy bài review người ta lên bài cho. Nếu mà không ấy, thì bạn xây một kênh TikTok. Mình tự mình làm KOL luôn. Tôi xây cho mấy quán của tôi rồi, ổn lắm. Sao? Làm cùng á? Rồi, nó lại đơn giản luôn. Tôi nói cho bạn nghe nhá, Việt Nam mình ấy có hơn 90 triệu dân. Tôi chỉ cần mỗi người đến mua cho tôi một cốc thôi. Thế là được rồi. Đó, cần gì người ta quay lại. Bạn đợi tôi tí nhá, tôi có việc.
anh ra xem thế nào. Chị Tâm đang khóc lên ở ngoài cửa, nói là bị người đá kìa. Rồi cái con này buôn bán lên khóc lên bán cái gì nữa. Anh ra ngay đây. Mọi người ơi, mọi người hãy đến ủng hộ quán kem bơ của Cường nhá. Đảm bảo 3 tiêu chí: ngon này, bổ này, rẻ này, cực kỳ chất lượng luôn. Bơ vừa đắt chả ngon. Bà Lộc, hôm trước vừa đến quán này ăn, bơ như có mùi thối, lại còn đắt nữa. Bà Lộc, mọi người ơi, vì văn minh mạng ấy, mọi người để ý một tí nhá. Ai mà đổ oan hay là vu oan cho quán của Cường ấy thì Cường sẽ block hết luôn đấy. Mọi người là đúng mà, mọi người không vu oan gì cho anh đâu. Hai thằng danh con này ở đâu đấy? À, tao nhớ chúng mày rồi. Chúng mày lần trước đi phá quán tao đúng không? À đây 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 đây. Đây, mọi người ơi, mọi người hãy xem này. Đây là hai thằng hôm trước đi phá quán mình. Hai cái thằng này nhá, nó chuyên gia đi phá quán khác thôi. Đây, mọi người xem kỹ mặt chúng nó này. Đấy. Anh cứ quay đi, không sao hết. Để em cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh. Anh dùng bơ thối để làm kem bơ. Mọi người xem đi này. Cái gì? Sao? Sao mày lại có? Không muốn người ta biết ý, tốt nhất đừng nên làm. Nhưng mà anh đã làm rồi ý, sớm muộn gì cũng có ngày phát hiện ra thôi. Thì ra là hai thằng mất dạy chúng mày dám đột nhập vào nhà tao. Tao báo công an. Anh báo đi. Chúng tôi không hề đột nhập vào nhà anh, mà chỉ vào là đưa đồ. Tình cờ ghi lại được những hành động dơ bẩn của anh thôi. Đáng nghe ra ấy, anh nên hối lỗi, chứ không nên ngang bướng như thế này. Tội của anh sẽ chỉ càng thêm nặng mà thôi. Anh dùng bơ loại 3 để làm những cốc sinh tố, kem bơ, rồi bán với giá đắt tiền hơn bình thường. Anh còn dùng mạng xã hội quảng cáo để kéo mọi người đến, nhưng quên mất không chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Thì được cái này phải mất cái kia chứ. Có cốc kem bơ thối thì đã làm sao. Anh nói như thế mà nghe được à? Đồ ăn vào người ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vậy mày nói cứ nhẹ như không ấy. Chúng mày quan trọng hóa vấn đề. Có cốc kem bơ thối chả ảnh hưởng gì cả. Mà nhá, hai thằng chúng mày, tao nói cho chúng mày biết này. Tao nhá, có một kênh top top hơn 100k follow. Chúng mày mà không cẩn thận ấy, tao bóc phốt đấy. Anh bóc phốt đi. Để xem ai hơn ai. Anh gặp nhầm người rồi đấy. Thế hóa ra mày là Thám Tử Nhí à? Mời anh lên phường trình bày. Anh thế. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà mất đi sự uy tín. Hiện nay nhiều cửa hàng cũng như vậy. Từ bán online đến offline cũng đang bị phụ thuộc vào truyền thông, làm hình ảnh nên quên đi sự tập trung của chất lượng sản phẩm.
Đó mới là điều giúp cửa hàng tồn tại lâu dài. Mình là Tô, Thám Tử Nhí. Tao đang thưởng thức cái đẹp. Hả? Cái đẹp á? Anh Tô hôm nay bị ảo tưởng kinh niên rồi. Này, mày đừng có mà khinh thường tao nhá. Tao sắp đẹp rồi đấy. Mà tự nhiên anh làm em hơi nghi đấy nhá. Bình thường anh hay tự sướng lắm đấy, nhưng mà hôm nay lên một tầm cao mới luôn đấy. Bây giờ em mới để ý. Ở nhà chưa có đi đâu đâu, sao anh lại ăn mặc lục lộn thế? Lại còn đấu thùng sơ vin nữa. Khi mà con người trải qua một cú sốc lớn ấy, thì người ta sẽ thay đổi. Từ giờ trở đi ấy, đây sẽ là phong cách ăn mặc của tao. Tao sẽ trở thành một doanh nhân xịn sò. Chứ tao không ăn mặc trẻ trâu, rồi là đôn chè, đôn chiệc, rồi là nhảy như mày đâu. Ui, chắc là cú sốc này phải lớn lắm thế anh mình mới thay đổi như thế đấy nhở. Nào, kể nghe đi. Tao sẽ kể, nhưng mà mày hứa không được cười tao đâu đấy. Em thề. Xinh đấy nha, phải khen thừa. Chào mọi người. Hả? Hoàng. Hoàng đây hả? Trời ơi, lâu lắm không gặp mà bây giờ gặp lại vẫn như thằng trẻ trâu ấy nhở. Này, hỏi đấy không phải có người yêu chưa? Chắc là chưa rồi. Loại này á, có người yêu. Này, lâu ngày không gặp mà các bà cứ bôi bác tôi đấy. Dù gì ngày xưa ấy, tôi cũng là hot boy đấy. Vâng. Ôi trời ơi, có mà hot boy lớp mầm. Này, tôi thấy nhìn ông, tôi mới thấy thật sự thời gian đáng sợ lắm ấy. Chăm sóc cho bản thân nhiều vào nhá. Ôi, xin lỗi các bạn nhá, sáng bận việc quá nên là đến muộn. Cường à, không sao, doanh nhân thành đạt đến muộn không sao cả. Đấy, ông nhìn người ta đi, người ta với ông cùng tuổi đấy. Doanh nhân thành đạt cùng thằng Trẻ Châu. Trời ơi. Thôi mọi người, đừng có chê Hoàng như thế. À Hoàng này, dạo này là tôi nghe nói là ông vẫn ở nhà làm cái streamer đúng không? Sao? Đủ ăn không? Ông cứ đưa tài khoản đây tôi donate cho. Cảm ơn ông nhá. Tôi đủ ăn. Thôi, mình không nói chuyện gì nữa. Nói chuyện về Cường đi. Này, tôi hỏi nhá. Ông có cái bí quyết gì mà ông giàu lên nhanh thế? Lại còn dáng dấp càng ngày càng phong độ chứ? Có gì đâu, người ta gọi là phi thương bất phú. Tôi mới chuyển sang kinh doanh gọi là mật ong rừng nguyên chất. Được cái là trời thương. Mà nhá, mấy bà mà dùng hàng của bên tôi nhá, đẹp lại càng thêm đẹp luôn ấy. Thế á? Thật á? Ông mở cửa hàng đâu đấy? Để tôi có ủng hộ. À, cửa hàng à? À, tôi bảo này. Này, tôi tặng ông một lọ luôn. Này, ông về dùng thử đi. Đắp mặt nạ hay là uống đều được. Đảm bảo ấy, thay đổi nhan sắc trong khoảng một đốt nhạc luôn. Nếu mà hết ấy, thì cứ alo tôi ship cho. Không việc gì phải đi mua cho nó mất công cả. Chỗ bạn bè với nhau ấy, tôi chỉ lấy rẻ 50.000 một chai. 50.000 một chai á? Sao rẻ thế? Không phải là rẻ, nó là cái giá cho các bạn của tôi. Bình thường nhá, ở ngoài ấy, người ta bán 400.000 một chai. À đây, đây. Này, tôi tặng mỗi người một chai. Ôi trời ơi, quý hóa quá. Lần sau ấy, về dùng thử, nếu mà tốt ấy thì cứ alo cho tôi. Công nhận cú sốc to thật đấy. Này, tao đã bảo là mày không được cười cơ mà. Từ giờ trở đi, tao đã biết rút kinh nghiệm. Tao sẽ trở thành người đẹp trai ngời ngời cho mà xem. Nhưng mà mật ong rừng gì chỉ có 50.000 một chai thôi. Em thấy hơi sai sai đấy nhá. Sai cái gì mà sai? Thì nó bảo là nhá, bình thường nó bán 400.000 một chai, nhưng mà riêng bạn bè nó chỉ lấy 50.000 thôi. Nên là tao mua chục chai rồi kìa. Kể cả có là bạn bè đi chăng nữa,
mà anh ta bàn với giá đấy chỉ có lỗ vốn mà thôi, mà lại bàn với số lượng lớn như thế nữa. Chai mật ong kia chắc chắn có vấn đề. Khác nhau thật này. Anh có địa chỉ hay là số điện thoại chỗ bên bán không cho em? Địa chỉ thì tao không có, tại vì hỏi mà ông Cường không cho. À, nhưng mà có số điện thoại đấy. Ông ấy bảo là khi nào mà hết hàng ấy thì gọi ông ấy ship cho. Alo, bên mình có phải là cung cấp mật ong đúng không ạ? Đúng rồi em ơi. À, em muốn lấy khoảng mấy thùng ấy thì bên mình lấy giá như thế nào ạ? Bình thường bán lẻ là 40.000 một chai, còn lấy nhiều nhá thì để anh để cho 35.000. Nếu mà mua số lượng lớn ấy thì mua 1 tặng 1. Em muốn lấy khoảng tầm 2 thùng ạ. Là mua 1 tặng 1 đúng không anh? Đúng rồi. Em sao đấy đâu? Khoảng tầm 3 người nên em lấy ạ. Có gì em nhắn địa chỉ sau cho anh nhá. Ok. Nó bán chỉ 40.000 một chai, vậy mà bảo bán cho bạn bè là 50.000 một chai là giảm giá rồi. Cái thằng này á, dám kinh doanh trên bạn bè à? Tồi tệ. Em nghĩ chắc chắn mật ong này có vấn đề rồi. Em hẹn anh ta 3 người nữa giao. Trong 3 người đấy, mình phải lấy được chứng cứ. Hôm trước gặp thì ông cũng biết rồi đấy. Tình hình của tôi hiện tại thì thất nghiệp sương sương, nên là ông có cái vị trí nào mà kiếm được ra tiền ấy thì cho tôi làm với. Bên tôi đang còn rất nhiều vị trí, nhưng mà tôi nghĩ trước tiên ấy là ông làm shipper trước đi. Hả? Chỗ bạn bè với nhau thiếu vị trí à mà bảo tôi làm shipper? Thì mình không gọi là shipper thì mình gọi là người vận chuyển, cung ứng sản phẩm. Nghe oai phết đây thầy. Mà tôi nói thật với ông nhá, bên tôi bán hàng online thế thôi, nhưng mà ông đừng nghĩ là phèn mà là nhà quê nhá. Bên tôi ấy, một ngày phải bán hơn 1.000 đơn trên các trang thương mại điện tử. Cho nên là cái vị trí này này, nó đang rất là tiềm năng. Và đặc biệt ấy, là rất giàu nha. Vậy á? Thế thì làm shipper cũng được. Chốt đơn, mai đi làm luôn nhá. Đi đâu đấy? À, thiếu hàng hay là định vào lấy thêm? Thôi, không cần vào đâu. Thiếu bao nhiêu tôi lấy cho. 2 chai. Ok, cứ ra trước đi. Ô, Phương đấy à? Tôi đây. Cường á? Ở bên trong. À, à, sao bạn đánh tôi? Cái gì nhỉ? Hôm nay tôi phải dám ầm lên mới được. Bạn bè với nhau mà bán mật ong đều à? Đây, uống đi, uống thử xem. Anh uống xem như thế nào, uống đi. Này, này, bà bị điên à? Uống hết chỗ này để mà bị tiểu đường à? Tôi bảo là có chuyện gì đấy? Cứu, cứu, bà này á, bà cứ bảo mật ong nhà mình là mật ong dởm. Uống vào á, bị mẩn hết cả người lên đây này. Chẳng thế thì sao? Tôi nói cho ông biết nha, bạn tôi chuyên mật ong. Nó bảo là hàng này là hàng pha, hàng rẻ, điên. Này, thậm chí cái này không phải là mật ong mà được pha từ đường mạch nha với cả đường mía. Ông làm ăn gian rồi, nó vừa nữa chứ. Thôi. Bà không phải bà thấy tôi giàu, xong bà đấy định bắt đền ăn vạ đúng không? Ôi, mấy cái trò này tôi lạ gì. Thôi, tôi không có thời gian đối phó với bà nhá. Tôi còn 3 việc trong đây. Này. Coi như là tôi biết mặt ông rồi nhá. Không hẹn ngày gặp lại. Đi ship hàng tiếp đây. Bây giờ hơi sao không nhỉ? Nó bao giờ đẹp như hôm nay. Đúng rồi, hôm nay là một ngày đẹp mà. Kiều Hoàng, giờ này không đi ship cho khách sỉ đi, lại còn dẫn theo thằng nào đây? À, anh Hoàng không cần phải đi ship đâu cả, bởi vì tôi là người đặt và tôi đến đây để lật mặt anh, lật tẩy mảnh khóe làm mật ong giả của anh đấy. Này, mày nói lưu thư cái gì đấy? À, Hoàng,
đuổi nó ra khỏi đây. Cậu thôi đi, là chỗ bạn bè với nhau ấy. Tôi khuyên thật là cậu nên đi tự thú đi, còn được hưởng sự khoan hồng đấy. Mày, chúng tôi đã có tất cả bằng chứng về công thức hồ biến mạch nha và giếng khoan thành mật ong 40.000 một chai của anh rồi. Khi chúng tôi phát hiện ra mật ong của nhà anh là hàng lậu, chúng tôi đã nghĩ cách để xâm nhập vào cơ sở sản xuất của anh. Anh bảo mọi người là mật ong xịn, anh để giá hữu nghị 50.000 một chai, nhưng thực ra giá chỉ có 30.000 một chai, thậm chí còn mua một tặng một. Mật ong thật giá phải mấy trăm nghìn đến tiền triệu một lít, làm gì có chuyện giá rẻ như vậy. Đây chỉ là hàng dởm mà thôi. Anh Hoàng đã tìm cớ để làm shipper cho anh để xâm nhập vào, và chị Phương đã cùng chúng tôi gài một vở kịch đánh lạc hướng anh để tôi vào trong nơi anh làm mật ong giả. Giờ thì tôi mới biết lý do vì sao mà cậu giàu nhanh thế rồi. Vì làm ăn bất chính chứ còn làm sao nữa. Thế mà bảo à, ai muốn giàu thì về với đội của tôi. Tôi không thèm. Ờ thì tao làm ăn bất chính đấy, chỉ ở nước giếng với mạch nha thôi mà. Toàn thành phần từ thiên nhiên, công dụng chả khác gì mật ong thật cả. Tất cả là tại mày và lũ kia ham rẻ đấy chứ. Anh thôi đi, anh không thể lấy lý do người tiêu dùng muốn hàng rẻ mà bán hàng kém chất lượng được. Anh lại còn không biết xấu hổ khi đã bán hàng cho các bạn bè xung quanh. Đấy là lý do về đạo đức đấy. Được. Hai chúng mày, chỉ hai chúng mày biết thôi đúng không? Chào anh, tôi ở bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhận được thông tin là bên anh sử dụng nước bẩn và nguyên liệu không đảm bảo để sản xuất mật ong, yêu cầu anh cho chúng tôi kiểm tra nơi sản xuất. Chúng mày chơi nào à? Lêu lêu. Mày, vậy thì mời anh theo tôi lên phòng giải quyết. Dạ, vâng ạ. Được rồi, anh trả giận được chưa? Chả thế thì sao? Nó dám chê tao nghèo, nó dám khinh tao. Mặc dù á, lương streamer của tao một tháng chỉ 7-8 triệu thôi. Nhưng mà mày thấy không? Tao tiêu tiền ấy, không mà chả phải nghĩ luôn. Trời ơi, lương 7-8 triệu một tháng. Anh còn lương cả anh Độ rồi đấy. Xem cái gì mà chăm chú ấy. Này, dạo này có cái kênh này nổi cực, lúc nào cũng hiện trên cái new feed của tao luôn ấy. Eo, cái gì đấy? Sao anh xem mấy cái nội dung độc hại như vậy? Độc hại cái gì mà độc hại? Tao thấy vui mà. Chắc là người ta cũng diễn thôi chứ không phải là thật đâu. Cái gì mà không thật? Mấy nội dung này chẳng hay ho gì cả. Chắc là người bị trôn chẳng vui vẻ gì đâu. Mà em chả hiểu sao mấy cái nội dung này vẫn tràn lan được trên mạng đấy. Anh quan trọng hóa vấn đề ấy nhở? Có làm sao đâu mà. Ô kìa, anh không thấy quen à? Hình như bối cảnh ở dưới hầm gửi xe nhà mình đấy. Ồ nhờ, ngày nào tôi cũng đi qua thế mà tao không nhận ra luôn ý. Chắc chắn chủ nhân video này ở gần nhà mình thôi anh ạ. Đứa nào hình dạy này, cái gì đấy? Úi dồi ôi. Chị có hiểu sao không ạ? Không hiểu đứa nào bày trò nghịch dại, để cả thùng bột mì ở trên, đứa nào ụp xuống rơi hết vào người chị. Anh có thấy gian cảnh này giống clip vừa nãy anh em mình xem không? Chứng tỏ là anh ta. Ờ nhỉ. Thế thì à, chắc chắn là có camera ở đây. Ở đâu ta? Xin chào cái. Hoàng ơi, sao anh trẻ con thế? Cứ như là chưa thấy máy quay bao giờ ấy. Nhỡ đâu tao được lên cái kênh YouTube triệu view thì sao? Em lệ anh đây anh Hoàng ạ. Làm hại người khác như thế mà anh vẫn còn ngộ à?
Ủa tí. Này, từ nãy hai đứa nói gì chị chẳng hiểu. Hai đứa biết ai về trò, bảo chị để chị cho nó một trận, để chừa cái thói đi. Vâng ạ, bọn em biết qua một kênh YouTube rất nổi với nội dung là chôn người lạ, mà em thấy bối cảnh rất giống chung cư nhà mình. Chị có thấy ai khả nghi không ạ? Không, chị không thấy bóng dáng ai cả. Nếu anh ta đã chủ đích quay lại thì chắc chắn máy quay sẽ ở gần đây thôi. Mình chỉ cần tìm camera là ra thôi ạ. Thế tin tìm đi, chị đi cùng em. Thôi, hai chị đi tìm tiếp camera đi. Em nghĩ là chưa đi xa đâu, để em lên nhà tìm cho. Sao mọi người có chuyện gì mà tập trung ở đây đông thế hả? Anh Cường, anh vừa ở trên xuống ạ. Anh có thấy ai đáng khả nghi không ạ? Khả nghi? Sao lại khả nghi? Anh vừa từ trên tầng xuống, có thấy ai đâu. Mà anh em tìm gì ạ? Mà chị có đi diễn kịch về đây à? Hôm nay mấy em hơi đậm đấy nhá. Này, có lúc nào em gặp chị mà em nghiêm túc được không? Bảo vệ kiểu gì mà cợt nhả thế? Tùa tí thì căng. Có người bày trò ác ý đối với người dân xung quanh ở đây. Em đang định lên kiểm tra thì anh lại bảo không có. Chắc là người ta cố tình đặt bẫy, xong là chỉ để lại camera để ghi lại thôi. Dạo gần đây anh có thấy ai đáng khả nghi không ạ? Em nghĩ anh là bảo vệ nên là chắc chắn có manh mối. Không, anh có thấy ai đâu. Dạo này anh ít đi làm nên là không biết đâu. À, anh có chút việc bận rồi. Mọi người giải quyết xong việc này thì giải tán luôn đi nhá. Dịch bệnh hay tập trung không tốt đâu. Thế nhá. Thôi, bây giờ chúng mình chia nhau ra để đi tìm camera đi. Thôi, hai đứa đi tìm hộ chị nhá. Chị lên tắm cái, nó dính vào người khó chịu quá. Chị cứ đi đi ạ. Có tìm thấy cái nào không? Em không tìm thấy. Thế anh tìm được không? Tao chả thấy cái bóng dáng của cái camera nó hết luôn ấy. Lạ thật đấy. Mà thôi, khỏi tìm đi. Mệt lắm rồi đấy, đi lên nhà đi. Mạnh rách việc vừa. Anh đi đâu ấy? Anh bắt được anh ta chưa hả? Bắt được rồi, lên nhanh lên. Tôi biết ngay là anh mà. Anh chính là chủ kênh Thách Thức Tại Chung Cư, chuyên bày trò và trêu chọc mọi người đúng không? Không phải, anh chỉ đang sách đổ của anh thôi. Anh đừng có mà giả vờ nữa. Đây là nước anh vừa lau nhà xong. Đây, bây giờ đang giờ nghỉ trưa. Anh đang đi đổ mà. Anh đừng giả vờ nữa, chúng tôi biết hết rồi đấy. Mày để yên cho xem thế nào. Để cho em xem đi. Đấy, em biết ngay mà. Biết cái gì? Mày lại nhìn nhầm rồi, đây có phải là tòa nhà nhà mình đâu. Đùa, sao anh không thể nghĩ đơn giản hơn à? Nếu là hacker thì người ta không làm mấy trò con bò này đâu. Người đăng video này là người có thể vào được hệ thống của camera tòa nhà. Vậy có nghĩa là bảo vệ tòa nhà. Bingo. Và anh có thấy anh Cường rất khả nghi không? Khả nghi chỗ nào? Em để ý đến lúc nãy khi anh em mình đang định đi kiểm tra tầng trên thì lập tức anh ta đi từ cầu thang xuống lại đúng chỗ phù hợp để đổ bột vào người chị Ly. Và thái độ anh ta lúc nhìn thấy chị Vi nữa, thái độ đó rất đắc ý, thỏa mãn, chứ không phải là vui đùa bình thường. Có thể anh ta vui vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Em có để ý đến điện thoại của anh Cường là loại đời mới nhất, gần đây nhất. Em gặp anh ấy vẫn dùng điện thoại cũ. Anh ấy còn nói dạo là đi làm ít. Mà đi làm ít thì tại sao có thể đổi được điện thoại chị như vậy? Hơn thế nữa, lúc anh ấy đi xuống, lộ bên trong có chiếc áo bổ đen. Có thể anh ta mặc nó khi hành động, khi sợ bị phát hiện mới thay vội ra để mặc đồng phục bảo vệ vào. Lập luận cũng có lý đấy, nhưng mà chưa chắc đâu. Để chắc chắn, em có kế hoạch này. Cường ơi, cho chị nhờ với. Có chuyện gì thế ạ?
hôm trước chị bị đổ bột lên người, ở đây có camera, chắc chắn sẽ ghi lại được kẻ đã đổ bột lên người của chị. Cho chị xem lại cái file hôm trước. À, cam thì ở máy không có, chỉ có quản lý có thôi chị ạ. Lạ nhở, hôm trước chị bị mất mũ bảo hiểm vẫn xem được mà. À, tại là cái file này nó mấy ngày rồi, nên là máy em không lưu, nó chỉ lưu ở máy tổng thôi. À, hay là tí nữa em lên em hỏi quản lý, nếu mà có thì em lấy về cho chị xem. Thôi để chị lên hỏi quản lý luôn. Thôi chị ơi, chị không phải đi đâu, để lát em đi em hỏi cho, nếu mà có thì em gọi điện cho chị nhá. Thế em giúp chị nhá, chứ chị bực lắm, chị phải xem mặt ngang mũi dọc của cái kẻ đấy như thế nào. Dạ vâng, chị cứ đi đi, nếu có thì em gọi điện cho chị ngay ạ. Ờ, thế thôi nhớ giúp chị nhá, có gì thì gọi cho chị nhá, chị cảm ơn. Dạ vâng. Anh Cường ơi, anh có khóa dây không ạ? Anh lên khóa của em cái xe ấy. Anh có, để anh khóa cho. May thế, anh ta chưa kịp xóa. Đúng là có tật giật mình. Anh chỉ định trêu mọi người một tí thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Cái gì? Không ác ý? Anh cứ lôi mọi người ra làm trò đùa rồi không một lời xin lỗi, đăng lên mạng câu like kiếm tiền, tôi cho anh một trận mới được. Thôi chị ơi, đằng nào cũng bắt được hung thủ rồi, từ giờ mọi người sẽ không bị anh ta trêu nữa. Còn anh làm như vậy là sai rồi, chúng tôi bắt buộc phải báo cáo với ban quản lý tòa nhà để kỷ luật anh. Thực ra em cũng là fan của anh ấy, nhưng mà anh làm như thế này ấy là sai quá sai luôn đấy anh ạ. Anh thử đặt bản thân của mình mà xem, nếu mà anh bị đùa như thế thì anh có tức không? Nhỡ đâu người ta việc bận thì sao? Lớn đầu rồi còn nghịch dại. Nếu mà không có tôi phát hiện ra thì không biết chuyện này còn tiếp diễn bao giờ nữa. Rồi ai ở đây nữa? Có rất nhiều cách để làm sáng tạo nội dung. Kiếm tiền qua video không hề xấu, nhưng anh phải biết chọn lọc những... Anh Hoàng ơi, em đói quá. Anh Hoàng. Đây, cơm đã. Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc, chưa gì đã kêu gào lên gì. Đồ ăn tới rồi. Ủa, hôm nay anh cho em ăn cái gì mà bí mật thế? Hôm nay nhá, tao sẽ cho mày ăn một món sơn hào hải vị, suốt ngày được quảng cáo trên TV luôn. Ủa, nghe chị dò thế hả anh? Chứ còn gì nữa. Anh mau mở ra đi, em đói lắm rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Ta mở nha. Rồi. Ta mở này. Rồi mà. Mở thật này. Mở đi. Mở ra. Sao lại là mì tôm? Anh cho em ăn 3-4 ngày hôm nay rồi đấy. Sao em bảo là hải vị cơ mà? Được quảng cáo trên TV cơ mà. Thì mì tôm, tôm có phải là hải vị không ạ? Thế mì tôm có phải là được quảng cáo suốt ngày trên TV đúng không? Hả? Tao có lừa mày cái gì không? Anh nhá, em bảo rồi, mẹ cho tiền ăn cả tháng, mấy hôm đầu thì anh ăn rõ ra, xong rồi anh bắt em ăn mì tôm à? Em không chịu đâu. Em anh mẹ. Nào, có phải mình tao ăn sang đâu? Hay là bây giờ tao mua thêm 2 con tôm, xong tao bỏ vào đây cho mày ăn, cho nó có vị hải sản, cho nó có chất, để cho mày thông minh. Thôi, trần đời này ấy, em ghét nhất là bóc tôm. Anh bóc cho em thì em còn xem xét lại. Nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái gì? Tao sẽ kinh doanh. Lúc đấy nhá, tao sẽ giàu, tao sẽ cho mày ăn thoải mái luôn. Cái cách kinh doanh này của tao nhá, đảm bảo chưa ai nghĩ ra luôn, nó sẽ là độc nhất vô nhị. Hay là cái gì cơ? Tao sẽ mở ra một cái quán bóc tôm, chuyên mở cái dịch vụ bóc tôm cho những người nào cần. Đọc không? Đọc không? Quá độc lạ luôn đấy chứ. Đến lúc đấy nhá, tao sẽ thành một người start up nghìn đô. Lúc đấy tao đi gọi vốn mấy tỷ được cái chứ. Anh đi thôi Hoàng ạ. Anh cứ ở đấy mì với chả tôm của anh đi. Khi nào giàu ấy thì gọi em về nhá. Còn bây giờ em phải đi kiếm đồ ăn rồi. Bye em. Này, mày đừng có mà khinh thường tao nhá. Còn mỗi 200.000 ăn từ giờ đến cuối tháng. Nhưng mà không, mình sẽ để dành cái tiền này để đi mua tôm, về kinh doanh. Đến lúc đấy mình sẽ giật tít là tỷ phú Hoàng Hi Hi thành công với số vốn là 200.000. Tự dưng thấy đói ghê, phải ăn mới được.
Thơm quá trời thơm. Ôi anh ơi, tôm em này mua tôm cho em đi. Anh ơi, anh mua tôm cho em đi. Tôm ương tôm thối là mời như đúng rồi. Cái gì? Con nào? Mà nhớ, ông là đàn ông con trai, sao suốt ngày đi cà khịa đấy à? Vì tôi ghét cô đấy. Ở cái cuộc đời này ấy, không ai bán hàng giống nhau ấy mà ưa nhau đâu. Để xem nhá, hôm nay ai bán hàng hết sớm hơn. Được. Ôi, em trai, em đẹp trai, vào đây mua tôm cho chị đi. Tôm nhà chị hơi bị trẻ tuổi ấy. Không em ơi, em phải qua đây. Em mua của anh như này. Anh nói nhỏ cho bà nghe nhá. Tôm nhà bà chị ấy nhá, không đảm bảo đâu. Em phải mua của nhà anh là chân ái. Này, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc nhau thôi. Này, em đừng có nghe. Mua tôm cho chị đi, có 180.000 một cân thôi nhá. Đi. Em ơi, 180.000 ấy là cái giá quá đắt. Em qua anh, chỉ 160.000 thôi. Thôi mua của chị đi, 150.000, được chưa? Thôi, em thấy địch chị đấy. Này, em ơi, 150.000 ấy, có mà tôm ngâm đá không phải là tôm xịn đâu. Em nhìn kìa, con tôm nó thoi thóp thế kia cơ mà. Này, ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng có mà đồ ăn. Tôm nhà tôi mà ngâm đá nhá, tôm nhà anh ấy thì có mà tẩm hóa chất à. Tôm gì mà béo thế kia, chỉ có thể là ăn ngập hóa chất thôi. Mà anh nhìn lại đi, đúng là người nào thì của đấy, anh phải đi bán thịt lợn mới đúng. Này nhá, cô nói gì nói, nhưng mà không được body Samsung đâu nhá. Nói tôi thì được, nhưng mà nói con tôm của tôi ấy, nó nghe đấy, nó tự ai nó rơi đấy. Và vật. Em, chị bảo này, chị bán ở đây lâu năm rồi, cứ tin tưởng vào chị, đây để chị lấy cho. Phải đi qua được những ngày tháng khó khăn thì mới đến được những cái ngày tháng vinh quang. Tôm luộc đi anh chị ơi, tôm luộc đi anh chị ơi. Anh chị chỉ việc ăn đây, còn cái việc bóc tôm với luộc tôm là việc của em ạ. Tôm luộc anh chị ơi, tôm luộc anh chị ơi, anh chị ơi, tôm luộc anh chị ơi, tôm luộc anh chị ơi, anh chị ơi, tôm luộc. Sao? Thế đã có ai mua cho anh chưa? Hay là start up mới mở đã sập tiệm rồi mà còn tiền ăn đến cuối tháng? Anh đừng nói với em là dồn vào mua hết đống tôm này đi nhá. Ai bảo mày thế? Này nhá, đầy người đặt tao trước rồi. Bây giờ tao đang luộc để bóc cho người ta đây. Rồi, để em xem. Mày dám khinh thường tao á? Đã thế á, tao luộc hết cái đống này này. Ơ, anh Hoàng, sao bóc cho khách mà anh lại ăn đấy? Thua. Start up kiểu này thì có mà chưa thu hồi vốn được, đã chết đói vì hết tiền rồi. Cái sao? Sao ngứa nhở? Chỗ gió sao hôm nay không bị ngứa? Anh Hoàng, sao người anh cứ mặt đỏ lên thế? Này. Cái mặt đẹp trai của tao. Anh Hoàng, anh Hoàng. Này, anh ngồi lui ra đi. Sao cứ ngồi gần như thế nhở? Ô hay, đường là của chung, tôi thích ngồi đâu tôi ngồi đây làm sao? Này, không ngồi gần được như này, ngồi gần này là tranh khách của nhau à? Ngồi lui ra đi, buồn cười nhở? Anh ơi, chính là cái bà chị này. Em mua tôm cho bà chị này về ăn xong á, bị dị ứng khắp cả người đấy này. Anh mau kiểm tra rồi bắt bà ấy lại đi ạ. Này em này, em nói cái gì đấy? Chị làm ăn uy tín chất lượng nhá. Em ăn phải cái gì em đổi tại nhà chị. Ăn nói cho cẩn thận, không là không xong với chị đâu. Anh em không hề bị dị ứng với tôm, nhưng sau khi ăn tôm nhà chị lại xuất hiện hiện tượng mẩn đỏ, ngứa, phát ban. Nếu không phải do tôm thì chắc chắn là do chất nào đó do chị bơm vào tôm. Này, em đừng tưởng em đẹp trai, em muốn nói gì thì nói nhá. Một ngày anh trai em ăn biết bao nhiêu là thứ, chắc gì là do tôm nhà chị. Muốn biết có phải hay không thì chị cho bọn em kiểm tra là biết ngay thôi. Chào chị, chúng tôi bên an toàn vệ sinh, mời chị cho chúng tôi kiểm tra tôm. Thấy chưa, anh đã bảo em rồi, mua tôm của nhà anh thì không nghe cơ. Bà chị đấy à, bán không tín đâu. Này, bớt xỏ xiên đi nhá. Đây làm ăn chân chính không sợ cái gì cả. Mời anh vào kiểm tra. Ừ.
Cô phát hiện trên thân tôm có vài vết kim tiêm. Tôi nghi ngờ tôm đã được tiêm hóa chất. Anh nói thế nào ấy? Tôm tôi lấy từ sông về nhá, không có chuyện là bơm tạp chất. Bằng chứng đâu? Em nghĩ bằng chứng sẽ có trong nhà của chị thôi. Nếu cây ngay không sợ chết đứng thì chị có sẵn lòng cho bọn em khám nhà không? Ừ, sợ cái gì? Đi đi đi. Chúng tôi không tìm được bằng chứng, chúng tôi sẽ xác nhận lại một lần nữa. Hy vọng là chúng tôi sai, nhưng vẫn phải nhắc chị lại một lần, buôn bán phải lấy chữ tín làm đầu, đừng có bán hàng kém chất lượng cho mọi người. Vâng vâng, em biết mà. Vâng, anh về ạ. Thế rồi sao? Hai đứa chúng mày không về đi, ám khỏe chị từ sáng giờ không bán được cái gì hết nhá. Thôi nhá, tiễn vong, đi về nhanh cho chị. Về, đi về đi. Còn cả anh nữa, đứng hỏng hết cái gì, đi về vào trong tôm đi. Nhà anh. Tươi rói rói. Em yêu à? Em yêu về sớm thế. Sao lại là chúng mày? Thằng kia, tình yêu đây. Ủa đâu? Em lấy được tất cả bằng chứng rồi. Chính là anh ta anh ạ. Hóa ra là anh à? Anh mới chính là kẻ đầu sỏ có đúng không? Đầu sỏ cái gì mà đầu sỏ? Này, có chuyện gì mà hồi nào thế? Chị ơi, anh ta mới chính là kẻ bơm hóa chất vào tôm. Em nghĩ á, anh ta đã đánh cháo tôm của chị nhằm mục đích là hãm hại chị đấy. Hóa ra là anh à? Này, cạnh tranh bẩn như thế nhá, để tôi đưa anh lên phường. Đi. Chị thôi đi. Hai anh chị dừng lại màn kịch được rồi đấy. Hai anh chị chung tay bán tôm hóa chất cho mọi người. Thậm chí vốn không hề ghét nhau mà còn là người yêu của nhau nữa. Tôi nói đúng chứ? Còn bây giờ em phải đi kiếm đồ ăn thôi. Bye em. Trời ơi, tay nhiều anh mềm thế. Sợ nhiều anh ơi, buồn thế. Anh yêu ơi, em muốn uống trà tưa. Eo ơi, sợ hết cả da gà rỗng. Em bé của anh hãm mùm ra nào. Ngon quá. Này, mày đã tìm thấy gì chưa đấy? Em chưa. Lạ thật. Có lẽ nào hai người này, màn kịch này là do anh chị dựng lên, tưởng chừng là ghét nhau để giảm giá thành, nhưng không phải. Hai người đã kẻ tung người hứng để đôn giá tôm lên để bán cho mọi người. Tôm của hai người bán đều là loại đã chết, thậm chí còn tiêm hóa chất vào để tôm tươi hơn và mọng nước hơn nữa. Hóa ra đây chính là lý do tại sao tìm ở nhà chị ta lại không thấy gì. Vì tất cả đều được làm ở nhà anh, sau đó hai người đã cháo đổ nhau để bán. Đúng là thuận vợ thuận chồng, làm được cất tư không bị phát hiện à? Chúng mày biết hơi bị nhiều. Anh chị làm thế không thấy tất đức cả. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà anh chị làm hại đến sức khỏe của bao nhiêu người. Anh chị có biết hóa chất đấy nhẹ thì bị dị ứng, đau bụng, nặng thì có thể gây nên các bệnh như ung thư không? Thậm chí là cả tính mạng đấy, chứ không đùa đâu. Ừ, bây giờ chúng mày muốn gì nào? Biết hết rồi ấy, thì đừng hòng ra khỏi đây nhá. Anh chị lại coi thường chúng tôi quá rồi đấy. Trước khi chúng tôi đến đây lật mặt, chúng tôi đã báo với công an phường. Bây giờ công an phường đang ở dưới nhà chờ anh chị đấy. Chết rồi, chạy mau đi. Có mà chạy đằng trời. May mà anh ăn đấy. Anh mà bán ra cho mọi người không phải đền hộ. Thì tao làm sao mà biết được. Tao cũng chỉ muốn kiếm tiền để cho mày ăn ngon thôi mà. Em chả thiếu gì tiền, chẳng qua là em muốn tiết kiệm cho anh thôi. Tôm ơi, mày nuôi tao nhá.